Tuổi trẻ bác Tôn với tuổi trẻ. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 1998, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phường Mỹ Bình, An Giang đã sưu tập, tuyển chọn, biên soạn và xuất bản quyển sách Tuổi trẻ bác Tôn với tuổi trẻ. Quyển sách là sản phẩm tổng hợp của nhiều tác phẩm văn chương, được các tác giả chấp bút dưới góc nhìn của chính họ về thời son trẻ hoạt động đầy sôi nổi của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Với 19 tác phẩm thơ văn, mẫu chuyện kể về bác Tôn đã góp phần vào việc giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam không ngừng phấn đấu, rèn luyện, lao động học tập và trau dồi đạo đức theo gương của bác. Bảo tàng Tôn Đức Thắng xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.